Nhầm đồ của mình với đồ của người khác là chuyện không hiếm, nhưng nhầm cả căn hộ chung cư của mình với người khác thì đúng là khó tưởng tượng. Đây có lẽ là chuyện ngàn năm có một, khi một người phụ nữ kỳ công sửa căn hộ chung cư của mình suốt 2 năm liền, mới biết mình sửa nhầm căn hộ của người khác. Nhưng kết quả của sự việc dở khóc dở cười này thì rất bất ngờ. Theo đó, một phụ nữ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc thực sự đã có sự nhầm lẫn khó tin này. Không phải chỉ vào nhầm căn hộ, người này đã sửa nhầm căn hộ đó suốt 2 năm liền. Người phụ nữ này họ Rong có căn hộ ở tầng 6 của một khu chung cư. Cô muốn sửa chữa nâng cấp căn hộ nhưng lại thực hiện những việc này tại căn hộ tầng 8 cùng trục, tức là thẳng căn hộ của cô lên. Tại khu chung cư này chưa gắn số lên cửa các căn hộ mà thang máy cũng chưa hoạt động nên cô Rong đã leo thang bộ, vừa leo vừa đếm số tầng. Nhưng cô đã đếm nhầm và lên tận tầng 8. Chìa khóa căn hộ tầng 8 lại để ngay ở cửa ra vào, nên cô tự mở cửa, dẫn đội thợ đến và giao việc cho họ. Được cô Rong hướng dẫn, đội thợ chỉ việc làm theo, sửa căn hộ rất kỹ càng. Nếu cô Rong chưa ưng chỗ nào, thì thợ lại sửa chữa chỗ đó. Trong 2 năm, căn hộ được tiến hành sửa chữa. Chủ sở hữu căn hộ tầng 8 cũng không ghé qua căn hộ của mình. Cả cô Rong lẫn chủ căn hộ tầng 8 chỉ biết về sự nhầm lẫn khi người quản lý chung cư liên lạc với họ. Tất cả đều rất ngỡ ngàng trước sự việc hy hữu này. Tuy nhiên đây là câu chuyện kết thúc có hậu. Người chủ căn hộ tầng 8 rất tốt bụng đã đồng ý đổi nhà với cô Rong để cô có thể về ở căn hộ mà mình đã sửa chữa, khiến cô Rong nhẹ cả người. Liên quan tới vụ việc 5 học sinh lớp 8 mất tích tại khu vực bãi bồi sông Hồng, đoạn thuộc địa phận khu 1, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Hiện nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của một nữ sinh lớp 8 mất tích và đang nỗ lực để tìm kiếm 4 nạn nhân còn lại. Khoảng 16 giờ hôm qua, ngày 18 tháng 11, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo của Công an huyện Tam Nông về việc 5 học sinh lớp 8 mất tích tại khu vực bãi bồi sông Hồng, đoạn thuộc địa phận khu 1, xã Hiền Quan. Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai lực lượng phương tiện đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng sở tại triển khai công tác cứu nạn cứu hộ và tìm kiếm các nạn nhân. Theo thông tin ban đầu xác định, 10 em học sinh rủ nhau đến khu vực bãi bồi sông Hồng để chơi, 6 em xuống tắm sông, 1 em bơi được vào bờ và 5 em mất tích. Các lực lượng công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang nỗ lực phối hợp với lực lượng khác cùng với chính quyền địa phương để tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Để có thêm thông tin về quá trình tìm kiếm các học sinh còn mất tích tại Phú Thọ, ngay từ bây giờ chúng tôi sẽ kết nối với nhóm phóng viên Tuấn Anh, Đình Sơn hiện đang có mặt tại hiện trường. Vâng ạ, xin được mời anh Tuấn Anh ạ. Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại chân cầu Ngọc Tháp, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Đây là khu vực đã xảy ra vụ việc 5 em học sinh lớp 8 bị mất tích. Ngay khi nhận được tin báo thì cơ quan chức năng công tác tỉnh Phú Thọ đã ngay lập tức huy động lực lượng ở chân cầu để có thể tìm kiếm 5 em học sinh. Và tối ngày hôm qua thì đã có một em học sinh được tìm thấy. Hiện nạn nhân là một nữ lớp 8. Và ngay sau đây tôi sẽ có một cuộc trao đổi ngắn với ông Phó Chủ tịch huyện Tam Nông để có thể xem là tình hình đang như thế nào. Dạ vâng, xin chào ông ạ. Ông có cho biết là tình hình hiện tại công tác tìm kiếm đang như thế nào và có gặp những khó khăn gì khi mà mới tìm được có một em và 4 em còn lại vẫn chưa tìm thấy ạ? Trường hợp 5 cháu học sinh của trường trung học cơ sở xã Hiền Quan của huyện Tam Nông được cho là bị đuối nước khi các cháu chơi trên bãi sông Hồng. Ngay sau khi nhận được tin đó thì chúng tôi đã báo cáo với lãnh đạo của tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh như quân khu 2, bộ chỉ huy quân sự tỉnh và công an tỉnh và đã tập trung lực lượng tối đa cùng với các phương tiện để tập trung vào tìm kiếm cứu nạn. Về phía huyện thì chúng tôi cũng đã huy động các lực lượng của huyện và các địa phương, kể cả một số phương tiện của người dân làng chài để tham gia tìm kiếm những nạn nhân ở dưới sông. Tối hôm qua thì chúng tôi đã tìm được một cháu học sinh nữ và hiện nay thì tôi xác định là còn 4 cháu nữa chưa tìm được. Cả đêm qua thì chúng tôi đã huy động lực lượng của tỉnh, của huyện và của địa phương đã tìm kiếm. Và cả ngày hôm nay thì chúng tôi xác định là tìm kiếm với tinh thần quyết tâm cao nhất, liên tục để mà cố gắng sớm tìm kiếm được các cháu để trở về với gia đình, để động viên gia đình. Điều này thì chúng tôi thấy là cũng rất là đáng tiếc. Qua đây thì chúng tôi cũng rút ra những cái kinh nghiệm bài học rất là
quý báu trong cái việc mà tuyên truyền rồi cùng với phụ huynh để mà quản lý học sinh, quản lý con em của mình làm sao tốt nhất để tránh những cái tình trạng xảy ra như tương tự. Dạ vâng, thưa ông, là không biết là công tác tìm kiếm có khó khăn gì đối với lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn hay không mà đến bây giờ là các mới tìm được có một cháu ạ? Vâng, khi mà ở thực địa thì nó diễn biến cũng khá phức tạp. Khi tối qua xảy ra thì trời có mưa và sau cơn bão số 3 thì cái dòng chảy có bị thay đổi, địa hình, địa thế thay đổi rất nhiều. Có những khu vực bãi bằng ở dưới sông nhưng mà có rất có nhiều những cái hố sâu. Dòng chảy thì có thay đổi nên là các lực lượng, các phương tiện tìm kiếm trong đêm là rất khó khăn. Chúng tôi là tranh thủ ban ngày để xác định các cái vị trí rồi là các cái mục tiêu để chúng tôi tìm kiếm thuận lợi hơn. Chúng tôi đang huy động tất cả các lực lượng cùng với các địa phương ở vùng hạ lưu nữa, rồi các huyện, các xã ở dưới hạ lưu để cùng hỗ trợ trong việc tìm kiếm. Vâng, xin cảm ơn ông. Như quý vị có thể thấy thì do nước sông rộng và mực nước rất là sâu cho nên là công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng tuy vậy, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tỉnh Phú Thọ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các học sinh còn lại. Và chúng tôi sẽ còn cập nhật tiếp tục những thông tin ngay khi có những diễn biến mới. Và xin được cảm ơn phóng viên Tuấn Anh và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật thông tin liên quan tới vụ việc này trong các bản tin tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 11, Tòa án Nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội xét xử vụ án nam sinh lớp 8 bị đánh chết não dẫn đến tử vong, từng gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, do bị cáo vắng mặt nên hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian xử lại sẽ được thông báo sau. Theo luật sư, thì bị cáo bị sốt phát ban, không đủ điều kiện sức khỏe để tham dự phiên tòa này. Theo cáo trạng, chiều 17 tháng 3, Trương Văn Khang, khi xảy ra sự việc mới hơn 11 tuổi, cùng ông nội đến khu vực sân bát giác trong khuôn viên Đình Lệ Mật thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên chạy thể dục quanh khu vực sân bóng rổ. Trong lúc chạy thể dục, Khang gặp cháu Nguyễn Hoàng Đạt, học sinh lớp 8 và xảy ra mâu thuẫn. Khang bị cháu Đạt dùng tay tát một cái vào mặt và sau khi bị Đạt đánh thì Khang về nhà nhờ anh ruột là Trương Văn Minh ra giải quyết mâu thuẫn. Khi đến nơi, Minh tiến gần đến vị trí Đạt, dùng tay trái túm cổ áo của Đạt, đồng thời dùng tay phải đấm một phát vào vùng má trái, khiến Đạt ngã xoay một vòng và đập đầu xuống nền đá. Sau đó, Đạt có biểu hiện choáng mặt tái nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện 108 điều trị. Nam sinh lớp 8 được đưa về quê điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sau đó chuyển xuống bệnh viện ở Hà Nội điều trị. Đến ngày 21 tháng 5 thì tử vong. Đêm qua 18 tháng 11, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho hàng ở giáp danh giữa phường Định Công và phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đến quá nửa đêm, vụ cháy mới được dập tắt, thế nhưng kho hàng đã bị cháy rụi, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Ngọn lửa bùng lên rất cao, bốc cháy ngùn ngụt, kèm theo khói đen bao trùm cả một khu vực rộng lớn. Khu vực bị cháy gần với khu dân cư cạnh ga giáp bát. Người dân chứng kiến cho biết khoảng 23 giờ, ngọn lửa bốc lên từ một xưởng gỗ, sau đó đám cháy bùng phát và lan rộng sang sát cạnh số nhà 59, ngõ 362/2, đường Giải Phóng thuộc phường Thịnh Liệt. Nhiều người dân sống trong ngõ 362 đã kịp thời sơ tán ra khỏi nhà. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã điều động hơn 10 xe chữa cháy thuộc Công an quận Hoàng Mai, Công an quận Hai Bà Trưng đến hiện trường dập lửa và tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng chức năng đã triển khai các phương án chống cháy lan, đập tường, tháo dỡ mái tôn, đoạn ngăn ga giáp bát với khu dân cư để tiếp cận khu vực cháy và chống cháy lan sang khu dân cư lân cận. Đến 0 giờ 30 phút sáng nay, ngày 19 tháng 11, ngọn lửa được khống chế.